야, 뭐해? 응? 망고. 네, 뭐가 문제야? 해봐, 상추에 또. 뚜뚜뚜뚜. 이씨. 야, 눈 떠. 네. 샤워할래? 아빠 샤워해줄까? 응? 야, 샤워 그만. 망고. 네. 배고플까? 어, 좀 배고파. 왜 망고가 안 자냐? 아, 계속 너 괴롭히냐? 요즘 가 망고가 호기심 많아. 너 궁금한 거 많아. 밖에 많이 보고 싶어. 아이고, 어떡하냐? 응, 향수. 애기 내려, 애기 내려. 응, 오, 예쁜 옷. 오늘 금방 입었는데. 아, 다른 거 바꿔가, 아두. 어, 졸라 예뻐. 내 mẹ thấy áo mới cho con hè. Mẹ thấy áo khác cho con. 야, 이거 찍으라고. 응, 다른 거 바꾸자. 다른 거 바꾸자. 치우. 짠. 아, 우리 아들 너무 예쁘네. 아, 진짜 예뻐. 응? 아따. 응? 오, 따다다다다. 오빠도. 아빠도. 어, 진짜 귀엽다. 응? 응? 아, 내가 아빠. 봐봐. 오. 배트맨. 아, 귀엽다. 아, 왜 카메라 막히면 안 웃냐? 어? 어? 헬로. �ây giờ thì Mango đã ngủ rồi thì mình sẽ tranh thủ một chút xíu làm đẹp chút xíu. Thì hôm nay Ly sẽ sử dụng mặt nạ Clay Matte Super Matcha của Sunbay Me nha mọi người. Thì dòng này thì Ly mới dùng gần đây và thực sự rất là thích. Thì thành phần chính của cái đất sét này thì nó sẽ gồm có là, tất nhiên là đất sét rồi, tinh chất trà xanh và BHA. Thì nó sẽ giúp là làm sạch lỗ chân lông của mình nè. Trà xanh giúp chống oxy hóa cũng như là nó có một lượng nhỏ BHA để giúp tẩy da chết nhẹ nhàng trên da của mình. Cái này nó thơm lắm mọi người ơi, nó thơm cái mùi trà xanh dã man luôn. Tưởng tượng như là mọi người đang ăn kem trà xanh vậy đó. Ôi mẹ thương. Ok, và sau đó thì mình sẽ đợi tầm khoảng 5-7 phút để cho cái mặt nạ này nó kiểu hơi khô lại nha mọi người. Mọi người chú ý là khi mà mình sử dụng cái mặt nạ đất sét thì mọi người đừng có để cho nó khô đét ở trên mặt. Thì khi mà mình rửa ra, thứ nhất là nó khó rửa, thứ hai là nó sẽ da nó sẽ rất là khô. Đó, và khi mà mọi người rửa thì mọi người cũng không nên dùng tay không để mà mình kỳ mình chà ra. Bởi vì theo kinh nghiệm đắp mặt nạ đất sét rất là nhiều năm rồi thì dùng tay là một cái cách mà tệ nhất. Để mà mình rửa đi cái mặt nạ đất sét của mình thì mình có thể sử dụng những cái bông, những cái mút đó mọi người đó, hoặc là cái mâm tẩy da như vậy. Rồi sau đó là mình thấm ít nước ấm vô, xong rồi mình lau sơ. Mình lau xong rồi khi mình rửa lại thì da nó sẽ rất là mềm mà mình không có cần phải là mình kỳ thì nó mới ra nha mọi người. Đó là một cái tip mà Ly hay sử dụng để mà đắp mặt nạ đất sét. Thì để tầm khoảng 5-7 phút nữa thì mình sẽ rửa lại nha mọi người ơi. Rất là mềm nha mọi người.
mọi người hay nói là mắt đất sét cho nên là nó hút cái da nó bị khô á kìa, nhưng mà nó không nha mọi người. Loại này của Sun Baby dùng nó rất là mịn da luôn, thích cực kỳ. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng toner của Sun Baby luôn nha mọi người. Tiếp theo thì mình sẽ lau mặt lại để cân bằng ẩm với toner nha mọi người. Thì toner này cũng là của Sun Baby dòng Super Matcha luôn. Thì thành phần chính ngoài chiết xuất trà xanh ra thì còn có chàm trà, bột giúp cá, rau má, đều là các sản phẩm chống oxy hóa, kháng viêm và đặc biệt dành cho các da dầu mụn, nhạy cảm. Ngoài ra thì còn có BHA với một lượng rất là nhỏ chiết xuất từ vỏ cây liễu giúp tẩy da chết rất là nhẹ nhàng. Thì cái chất của nó là nó lỏng hoàn toàn, nó là kiểu cái chất của nó lỏng hoàn toàn, nó là dạng nước luôn chứ nó sẽ không có sệt sệt như là các dòng, như là cái dòng toner của Claire hay là cái dòng khác mà nó là kiểu dòng nước hoàn toàn cho nên là nó thấm rất là nhanh luôn. Đó thì mình sẽ đắp như vậy trong vòng 3 phút, thì trong 3 phút đó thì mình sẽ tranh thủ sấy tóc luôn. Thì cũng là một tip cho các bạn khi mà các bạn hay tắm ra rồi mình sấy tóc rồi mình mới skin care, thì vô tình cái lúc đó thì mình sẽ làm cho da mình cảm thấy rất là khô á. Nên là đó, các bạn có thể dùng đắp mặt nạ, đắp cái lotion mask như mình xong rồi trong cái lúc mình sấy tóc luôn thì á, mình sấy xong mình gỡ mặt nạ ra, da nó rất là đủ ẩm, rất là mịn luôn. Mình sẽ skin care các bước tiếp theo vậy đó. Hello, thì bây giờ là mình đang hút sữa nha mọi người. Thì mình hút theo hiện tại là theo là 4 tiếng một cử. Bình thường lúc trước thì mình 3 tiếng một cử, nhưng mà thật sự là không có thời gian á mọi người, cứ quay đi quẩn lại thế là mình cứ quấn, mình cứ dính lấy cái máy hút sữa. Với lại Lê cảm thấy là 3 tiếng một cử thì nó lại không có ra sữa nhiều bằng 4 tiếng một cử. Và cũng do cái máy hút sữa của mình là một phần nữa. Thì chút nữa để Lê hút sữa xong thì Lê sẽ show cho mọi người cái máy hút sữa mà Lê đang sử dụng. Lê có 4 bộ máy hút sữa lận của 4 thương hiệu khác nhau. Và có người tặng cũng có và tự mua cũng có. Thì sau khi mà trải nghiệm qua khá là nhiều các dòng hút sữa như vậy thì Lê thích nhất là một dòng. Thì đợi xíu nữa Lê hút sữa xong rồi đó, Lê sẽ review và giới thiệu cho mọi người cái dòng này cho mọi người. Thì chút nữa hút sữa xong thì Lê sẽ review và giới thiệu cái dòng này cho các mom mà đã hỏi mình là mình đang dùng máy hút sữa nào. Thì chút nữa thì Lê sẽ giới thiệu cho mọi người biết luôn nha. Bây giờ thì Lê sẽ vừa ngồi coi phim và vừa hút sữa. Một cử của mình là hút tầm khoảng 25-30 phút đó nha mọi người. Đây nha mọi người ơi, không biết có ai bị giống như mình không, nhưng mà hai bên nó sẽ không có đều nhau á. Như là bên trái của mình là được 120ml, còn bên phải của mình, rồi nha mọi người, còn bên phải của mình thì với dòng này thì tầm khoảng 180ml nha mọi người. Đó, thì hai bên mình sau khi mà tầm khoảng 15 phút hút sữa thì mình hút được chừng này. Thì hiện tại là mình đang sử dụng, đây là máy hút sữa của Fast Baby Resonal One nha mọi người. Máy vắt sữa Resonal One của Fast Baby là máy hút sữa điện đôi nha các mom. Thì các mom có thể lựa chọn chế độ hút đơn hoặc là hút đôi tùy cái nhu cầu của mình. Máy thì có 3 chế độ hoạt động, đó là massage, hút sữa và kích thích. Mình rất là thích cái chế độ kích thích của máy, bởi vì khi mà dùng chế độ này thì mình tiết ra rất là nhiều sữa. Một cái điểm mà mình khá là thích ở cái máy hút sữa này đó chính là nó rất là êm, nó không có ồn giống như là những cái máy hút sữa là mình đã sử dụng qua, là có nhiều cái nó ồn như cái máy xay lúa luôn á. Nhiều khi mà mình bật mà Mango đang tủ giật mình luôn. Cái máy này đó là mình thích ở chỗ đó. Với lại mọi người có thể là khi mà mình sạc đầy tầm khoảng 190 phút á, thì mọi người đem ra ngoài dùng hay là không có cần cắm sạc á, thì mình cũng có thể sử dụng từ tầm khoảng 60-70 phút thì mình thấy là khá là tiện. Đây là áo hút sữa rảnh tay nha mọi người. Các mâm mà ví dụ như mặc cái áo này thì mình có thể sử dụng điện thoại, máy tính hay là làm việc nhà bình thường nha, mà mình vẫn có thể hút sữa được, khá là tiện. Các mẹ mà đang tìm kiếm một loại máy hút sữa mà kiểu vừa tiền mà chất lượng vẫn tốt, cho ra nhiều sữa, thì mình có thể tham khảo thử cái máy hút sữa điện đôi Resonal One này của Fast Baby nha mọi người. Đó, và tiếp theo nữa là một sản phẩm mà mọi người cũng đã hỏi ở video trước rất nhiều, đó là cái gì ta? Máy tiệt trùng bình sữa đồ này kia thì mình dùng loại nào. Lê đang sử dụng tới hai cái máy sấy, nhưng mà Lê sẽ giới thiệu cho mọi người cái máy sấy mà Lê cảm thấy là thích nhất và mọi người có thể là sử dụng dễ dàng nhất, đó chính là máy sấy tiệt trùng bằng đàn led UVC có chức năng sấy tiệt trùng King One của Fast Baby nha mọi người. Để mình sẽ review cho mọi người kỹ hơn nha. Đây, bật đèn lên.
Cái máy này giúp tiệt trùng và làm sạch sâu triệt để bằng 6 đèn LED UVC quay 360 độ, tích hợp 6 chế độ là tự động tiệt trùng, sấy khô, bảo quản, lên men và sấy hoa quả. Thì các bạn có thể điều khiển hoàn toàn với cái màn hình cảm ứng cùng với đèn LED trong thân máy. Dù ban đêm có tắt điện hết thì mình cũng có thể dễ dàng nhìn thấy vật dụng bên trong. Thì nhà mình không phải là chỉ dùng máy này để dùng tiệt trùng bình sữa hay là bình hút sữa, mà mình còn sử dụng để mà mình tiệt trùng điện thoại nè, hoặc là những cái đồ chơi của con, những cái gặm nướu này kia, thì mình dùng cho cả nhà mình để tiệt trùng thì rất là vệ sinh và tiện. Hai nữa là có thể điều chỉnh thời gian tiệt trùng, sấy khô theo cái nhu cầu của mình nha. Đó, thì nói chung là khi mà mình có con thì mình sẽ cần rất là nhiều các thể loại máy móc để mà có thể nuôi con một cách tốt hơn. Bạn mình nói là bây giờ con nít bây giờ nó sướng, cái gì nó cũng có hết trơn. Thì mình cũng thấy kiểu như vậy, kiểu cái gì nó cũng sẽ có sản phẩm hỗ trợ hết trơn. Rồi mình nuôi con cũng là được nhàn nhã hơn chút xíu, đúng không mọi người? À, và hôm nay á, thì Lê cũng sẽ tranh thủ giới thiệu cho mọi người cái nhà của mình luôn. Bởi vì là Ly đã đổi chỗ ở được tầm khoảng gần nửa năm rồi mọi người. Lúc trước là cái video gần nhất là về room tour của Ly là Ly ở cái chung cư Monachi ở Đà Nẵng á. Đó. Thì mọi người cũng nói là tại sao mà Ly không có mua nhà đi mà cứ ở nhà thuê với lại ở chung cư hoài vậy. Thì thực sự Ly cũng rất là muốn mua nhà cái thời điểm đó, nhưng mà vẫn chưa được tìm được cái căn nhà là nó ưng ý á, với lại thực sự là cũng chưa có đủ tiền. Nhưng mà tới hồi tháng 2 á thì mình và Jun cũng đã có tiết kiệm được một số tiền và cũng tìm được một căn nhà ưng ý, cho nên là tụi mình đã quyết định mua. Người ta nói là an cư rồi mới lạc nghiệp, đúng không mọi người? Thì bây giờ mình sẽ quay sơ cho mọi người coi cái nhà này. Mình là có 4 tầng, là tầng 1 là phòng khách với lại phòng làm việc. Tầng 2 sẽ là phòng chứa hàng với lại phòng ngủ của em trai em dâu mình với lại mẹ mình. Hiện tại thì đó, mình đang sống chung với mẹ với em trai với cả em dâu nữa. Và tầng 3 sẽ là tầng của mình. Tầng 3 là sẽ có 2 phòng, là phòng hiện tại là mình đang đứng và phòng bên đối diện, có nghĩa là phòng closet, phòng để áo quần và để máy tính của ông Jun. Và tầng 4 sẽ là sân thượng với là máy giặt. Thì hôm nay là Lê sẽ cho mọi người coi quanh cái phòng của Ly trước ha, phòng của Ly với lại phòng của Jun trước, với lại phòng sân thượng nữa ha. Còn tầng 1 với tầng 2 thì Ly chưa có tiện quay. Ok, thì Ly sẽ quay cho mọi người coi thử nha. Đầu tiên sẽ là cái góc mà Ly thích nhất nha mọi người. Thì đây sẽ là bàn trang điểm nè. Đây có cái kính của tôi. Nhà này mắt Ly hơi có bị mờ sinh xong, hình như bị giảm thị lực của mọi người, cho nên là mắt khá bị mờ á. Đó. Xoay sắp bỏ đây. Đây sẽ là chỗ mà bỏ máy sấy nè, những cái đồ skin care nè, mấy cái đồ lung tung hết. Đây skin care son của tôi. Đây nha mọi người, son nè. Tùm lum nữa. Này thì Ly rất là thích là sưu tầm túi sách. Ông Jun ông hay nói giỡn là đó, còn một chỗ trống, một chỗ mới nói nữa chắc là mai mốt là fill đầy luôn. Cái gương mình cũng rất là thích nữa. Nếu mọi người thích thì mình sẽ chỉ chỗ mua những cái ghế là cái gương cho mọi người nha. Thì hôm bữa là mình sửa nhà cho nên là mình đã mua lại hết toàn bộ cái nội thất của phòng này luôn. Mở ra thì không có gì hết trơn. View là không có gì hết trơn, view có nhà hàng xóm thôi. Ở đây là cái giường ngủ của Mango nha mọi người. Mọi người hỏi Ly cũng khá là nhiều, cái giường này mình mua ở trên Vincom á mọi người, ở cái cửa hàng Mothercare Đà Nẵng á. Và đây là giường ngủ nha mọi người, cái giường khá là cao. Đây là giường ngủ, ở bên kia là sẽ là kệ đầu giường nè. Và cái ghế, có cái ghế đó thì là sẽ là nơi mà mình hút sữa, mình sẽ ngồi mình hút sữa, nó sẽ rất là thư giãn luôn. Và để các vật dụng của em bé ở đây nha mọi người. Đó. Và cái hai cái máy sấy tiệt trùng. Đó. Chỗ để đồ dơ với lại thau tắm cho bé. Đó. Rồi. Và tiếp theo sẽ là nhà vệ sinh nha mọi người. Đây, nhà vệ sinh có một cái gương mà Ly rất là thích.
mà cũng không có gì hết. Ở nhà cái phòng vệ sinh này thì mình lấy cảm hứng giống như là những cái nhà vệ sinh ở Nhật á mọi người, khá là đơn giản, phòng tắm thì như vậy đó. Đó thì toàn bộ là lát gạch, ốp gạch hết. Rồi còn mình có một cái kệ để mà bỏ sữa tắm này kia. Lê rất là thích sữa tắm nên sữa tắm là bày rất là nhiều luôn. Đó, cơ bản là như vậy đó mọi người. Mình rất là thích cái nhà vệ sinh này. Mình đã tự tay mình thiết kế cái nhà vệ sinh này á. Đây nha mọi người. Ở đây thì sẽ có cái phông xanh mà Jun hay ngồi để livestream hay là làm video. Đó, mango của mình đang thức hả? Thú gió. Ú gió. Ông mau vào tủ số. Đây, đây là cái phòng mà mình để đồ á mọi người. Không có gì nhiều đâu. Như vậy thôi. Có mấy cái tủ đồ. Thì ở đây là sẽ có đồ của Mango nè. Đây là tủ đồ của Jun. Tủ đồ của mình thực sự là mình chưa dọn nên là mình chưa có dám quay lên. Nó hơi bừa bộn đó mọi người. Và ở trên này là mình sẽ có là tầng 4. Tầng 4 này thì sẽ là chỗ phòng giặt đồ nha mọi người. Đó, sẽ có một cái máy giặt.우리 아들 되게 물놀이 하나 봐. 야, 우리도 저렇게 놀았으면 좋겠다. 어떡해. làm mạng bỉm sữa trong version làm việc. Thì bây giờ là mình đang sẽ lên trên Facebook để trả lời tin nhắn của khách á, tư vấn skincare với lại đó. Như khi nãy hồi sáng mình có nói là hiện tại là mình đang mở một kênh Shopee, cho nên là mình phải đang rất là đầu tư, mình phải check các đơn ở trên Shopee rồi danh mục hàng hóa với lại chỉnh sửa các thông tin á, sửa xong rồi xóa rồi tùm lum tùm lá hết trơn á, nhưng mà cũng vui. Thì hiện tại là mình đang có kế hoạch là mình sẽ ở Việt Nam thêm một năm nữa, và mùa xuân năm sau khi mà thời tiết ấm áp tầm khoảng tháng 4 á, thì Lê Trung với Mango là tụi mình sẽ sang Hàn Quốc để sống tầm khoảng 2 năm, để mà sống tầm khoảng 2 năm. Và có nhiều bạn hỏi là thành tính cho Mango đi học ở Hàn Quốc hay là ở Việt Nam, thì cái đó là tụi mình chưa biết nữa. Thì sau khi mà mình qua bên Hàn Quốc sống á, ví dụ mà mình thấy là mình thích hợp với cuộc sống ở bên đó, mình có thể thích nghi được, cũng như là Mango nó cũng chịu được cái thời tiết bên đó và thích khí hậu đồ ăn các kiểu, thì mình sẽ chọn là ở bên đó. Còn nếu như mà không thấy mà nó khó khăn quá thì thôi mình về mình tắm ao ta, mình về Việt Nam sống thôi. Thì thấy là ở Việt Nam sống cũng khá là thoải mái chứ không có gì hết trơn. Với lại mình có nhà cửa ở đây rồi thì mình cũng khỏe. Còn sang Hàn thì hiện tại mình vẫn chưa đủ tiền để mua nhà ở Hàn. Dạo này là bên Hàn Quốc là giá nhà nó leo thang dã man lắm mọi người ơi. Không đủ tiền để mua. Ví dụ ở Hàn Quốc mình mua một cái căn chung cư nhỏ nhỏ là bằng ở Việt Nam mọi người có thể mua được một căn nhà, dư được một khoảng sân nữa đó. Nhưng ở Việt Nam ví dụ mua nhà thì mình sẽ thích hơn là ở Hàn Quốc. Hello mọi người ơi. Thì bây giờ là cũng 7 giờ 7 rưỡi xa, 7 rưỡi tối rồi đó. Thì Ly chuẩn bị đồ. Ly chuẩn bị đồ để Ly livestream á. Người ta live 3-4 tiếng, mày công nhận giỏi thiệt luôn á. Bảy giờ đúng. Ok, livestream được rồi.
Vậy thì mình sẽ bắt đầu livestream. Hi hi. Hello, xin chào mọi người. Chú심해 자기야. 애기 우유 먹은 지 얼마 안 돼서 토할 수도 있어. 오, 트럭 했어. 너무 앞으로 기울지 말고 뒤로 뒤로 뒤로. 뒤로? 아니 너 말고 애기. 애기 뒤로 아니야? 어 그렇게 그렇게 어 그렇게. 어 그렇게. 으따. 으따. 뭐 불러줄까? 곰팽이가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 망고 곰. 아빠 곰이 똥똥해. 엄마 곰도 똥똥해. 야, 엄마 곰은 이쁘고 날싸지. 곰이가 너무 귀여워. 으치, 으치, 잘한다. 곰새 머리가 한 집에 있어. 아빠 곰, 엄마 곰, 애기 곰. 아빠 곰이 뚱뚱해. 엄마 곰도 뚱뚱해. 망고도 이 뚱뚱해. 야, 망고가. 망고 표정이 별로야. 뚱뚱하 조금. 야, 표정 왜 그래? 응? 엄마, 엄마 노래 별로? 어? 나 해검 하야, 어? 응? 매 하영 매콤 까시 응? 야, 매라 까시 매콤 까시 매 thương con vì con giống ba cả nhà ta cùng thương yêu nhau xa là nhớ gặp nhau là cười xa lời nhớ gặp nhau là cười.